Đơn vị bầu cử số 3 gồm các huyện Vĩnh Bảo, An Lão, Tiên Lãng và các quận Kiến An, Dương Kinh, gồm các ứng cử viên: ông Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Hồng Vân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; và bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng. Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại thành phố Hải Phòng, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, luôn thực sự là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, làm tròn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Tại hội nghị, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri các huyện Vĩnh Bảo và An Lão đã phát biểu, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao các ứng cử viên đơn vị số 3. Theo cử tri, chương trình hành động của các ứng viên đã thể hiện đúng và trúng, bám sát định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng, gắn với thực tiễn cuộc sống, thể hiện sự gần gũi sát sao của các ứng viên và có tính khả thi cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sắp tới Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ chú trọng giám sát, nâng cao chất lượng giám sát có trọng tâm trọng điểm và đặc biệt chú ý đến những vấn đề mà cử tri bức xúc như đất đai, tài nguyên môi trường, việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thế rồi tăng cường thêm các cái một cách thích hợp các cái phiên phát thanh và truyền hình trực tiếp để truyền tải cái hoạt động của Quốc hội đến cho được tận từng người dân, từng cử tri của cả nước. Cái này, cái hướng này là Quốc hội cũng đang phấn đấu. Và tương tự như vậy thì các đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương cũng cần phải công khai minh bạch cái hoạt động của mình và tăng cường hơn nữa cái tương tác với nhân dân, với cử tri để lắng nghe cái ý kiến của cử tri, lắng nghe các cái kiến nghị chính đáng của nhân dân để chúng ta làm cho Quốc hội hoạt động nó ngày càng tốt hơn. Cái tương tác giữa đại biểu ứng cử viên với nhân dân thì cũng được rộng hơn, nhưng mà đúng phải sát sao hơn nữa và gắn bó mật thiết thì còn cả một cái quá trình lâu dài 5 năm thì tất cả mỗi một ứng cử viên ở đây thì chắc là cũng giống như tôi, đều cũng là cái mong muốn và cũng tạo điều kiện, đề nghị các cơ quan là tạo điều kiện cho anh em chúng tôi được tiếp xúc với cử tri. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cử tri các huyện Vĩnh Bảo và An Lão nghiên cứu kỹ tiểu sử lý lịch và chương trình hành động của các ứng cử viên và ngày 23 tháng 5 tới đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất, lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội.